Thưa quý vị khán giả, vào chiều ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bước vào trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Trung Quốc nhân dịp FIFA Day. Trong bối cảnh huấn luyện viên Philippe Chaussier đang có những sự thay đổi về mặt lựa chọn nhân sự, muốn có những thử nghiệm về mặt đội hình và chúng ta còn phải thi đấu trên sân khách nữa, nên đội tuyển Việt Nam đã không có được kết quả như ý. Cơ hội của cao thủ Trung Quốc. Đội chủ nhà là những người tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên. Mặc dù vậy, các cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam cũng có cho mình những pha tấn công nguy hiểm từ những đường phối hợp ấn tượng. Nhưng trong một ngày, các chân sút của huấn luyện viên Chaussier thiếu sắc bén, đội tuyển Việt Nam không thể chọc thủng lưới đối phương. Rất nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số đầu tiên do công của cầu thủ vào sân thay người Wang Quyminh từ đường tạt bóng bên phía cánh trái của Lu Yang. Thế trận giằng co giữa đôi bên tiếp tục diễn ra trước khi Tiến Linh phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 88. Thi đấu với bất lợi về quân số, đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai do công của Ulay sau một pha mất bóng của đội tuyển Việt Nam. Trung Quốc, trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-0 cho đội tuyển Trung Quốc. Tôi thất vọng với kết quả trận đấu này. Đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam đều có cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã không thể chuyển hóa các cơ hội này thành bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lại đội hình và lối chơi để chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng, cố gắng làm chủ trận đấu và cố gắng tạo ra những cơ hội tốt. Xét một cách tích cực, trận đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi tìm ra những vấn đề, những thiếu sót để cải thiện ở những trận đấu tiếp theo. Hiện tại ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Nhiều cầu thủ chưa có thể trạng tốt nhất. Chúng tôi đã có 30 phút cuối khó khăn. Tôi tin rằng khi V-League khởi tranh và ở các đợt tập trung tới đây, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nữa. Và buổi chiều ngày hôm nay, đội tuyển U18 Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu tại giải Tứ Hùng ở Seoul, Hàn Quốc gặp đội chủ nhà là U18 Hàn Quốc. Đây là giải đấu mà thầy trò Lê Văn Hoàng Anh Tuấn có cơ hội cạnh tranh với nhiều đội bóng mạnh ở trong các khu vực. Ví dụ như là ngoài U18 Hàn Quốc thì còn có U18 Maroc đến từ châu Phi và U18 Ukraine đến từ châu Âu. Và đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam. Giải đấu Tứ Hùng dành cho các đội tuyển U18 diễn ra trên sân vận động Mốc Đồng, sân nhà của câu lạc bộ Seoul Island. Đây là đội bóng mà Văn Toàn từng thi đấu trong năm 2023 và mang tới sự hào hứng rất lớn dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên, U18 Việt Nam gặp U18 Maroc, một đội bóng rất mạnh gồm nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu, trong đó có cả những cầu thủ đang khoác áo của U19 Real Madrid hay U19 Atletico Madrid. Đội tuyển U18 Maroc trong trang phục màu trắng sớm cho thấy sự áp đảo với những cầu thủ chất lượng trở về từ châu Âu. Chỉ trong 15 phút đầu của trận đấu, đội bạn đã ghi hai bàn thắng sau những tình huống phối hợp bài bản. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thi đấu rất nỗ lực, nhưng trước đối thủ vừa mạnh hơn về thể hình và thể lực, lại có kỹ thuật khéo léo, các cầu thủ trẻ Việt Nam rất khó tạo ra khác biệt. Đội tuyển U18 Việt Nam thi đấu tốt hơn và có những cơ hội ghi bàn trong hiệp 2 nhưng không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để thua 0-5. Vào ngày 12 tháng 10, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu thứ hai gặp U18 Ukraine. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước các đội tuyển Futsal của Mông Cổ và Nepal, đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta đã chính thức tham dự ở vòng chung kết của giải Futsal vô địch châu Á năm 2024. Mặc dù vậy thì mục tiêu tại vòng loại của đội tuyển Futsal Việt Nam không chỉ dừng lại ở đó khi mà trước mắt chúng ta vẫn còn lại một trận đấu nữa gặp đội tuyển Hàn Quốc. Một trận đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để có được vị trí nhất bảng. Hai chiến thắng với các tỷ số 6-1 và 5-0 trước tuyển Futsal Mông Cổ và Nepal giúp tuyển Futsal Việt Nam sớm có mặt ở vòng chung kết và đang tạm dẫn đầu bảng hơn tuyển Futsal Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Lượt đấu cuối, huấn luyện viên Diego Ruan muốn các học trò tiếp tục có chiến thắng trước đối thủ trực tiếp là Hàn Quốc để kết thúc chiến dịch vòng loại với ngôi đầu bảng, tạo ra lợi thế khi là nhóm hạt giống số 1 ở vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Tôi hài lòng về mặt tỷ số, nhưng các cầu thủ của chúng tôi cần phải cải thiện về mặt chiến thuật. Nhưng tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Phong độ của các cầu thủ sẽ được thể hiện tốt hơn ở trận đấu tới. Chúng tôi đến đây để giành được tấm vé, đầu tiên là giành được tấm vé đến vòng chung kết Futsal châu Á ở Thái Lan và mục tiêu quan trọng hơn nữa là để giành được cái ngôi vị đầu bảng để gửi thông điệp đến tất cả các đội bóng còn lại là Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết Futsal châu Á. Trận đấu quyết định ở ngôi đầu bảng này sẽ diễn ra vào ngày mai, 11 tháng 10
Trước đó, tuyển Phúc San Việt Nam cũng từng thắng tuyển Phúc San Hàn Quốc 5-1 ở vòng chung kết Phúc San châu Á 2022.